tiềm thức đã vận hành tối đa cái chức năng bảo vệ cơ thể của chúng ta, để bảo vệ chúng ta không bị tai nạn. Mỗi khi chúng ta nhắm mắt vào ngủ, và khi gần đâm vào đâu đó rồi, thì tiềm thức bắt đầu đánh thức chúng ta, nhắc chúng ta bừng tỉnh dậy, để bắt đầu chúng ta lại phanh từ từ lại và bắt đầu gì? Tiếp tục hành trình và tiếp tục chúng ta lại ngủ tiếp. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Đó, thế thì khi xảy ra hiện tượng này thì chúng ta cần hiểu cái sự cảnh báo của tiềm thức là gì. Tiềm thức muốn cơ thể này được nghỉ ngơi. Và vì chúng ta dùng ý thức của chúng ta là cứ đi, nên tiềm thức đã phải vận hành hết cỡ là gì? Vừa cho nghỉ ngơi, nhưng vừa cũng phải bảo vệ cái cơ thể này để không bị tai nạn, không làm tổn thương, sát thương đến mình. Hay là một ví dụ khác, nếu như ai đó trong tuổi thơ có thể bị điện giật, vậy thì ở thời điểm hiện nay, nếu như bạn có thể đi trong một gian phòng nào đó và có rất nhiều dây điện, và dây điện thì bọc nhựa trông rất an toàn, nhưng có một dây điện nào đó mà bị hở cái lõi đồng ra, thì lập tức trong bạn sẽ được một cái cảnh báo là gì? Nguy hiểm, đấy là điểm nguy hiểm. Đấy, tiềm thức đã vận hành cái chức năng là gì? Bảo vệ, cảnh báo để bảo vệ cơ thể bạn. Còn cái chức năng vận hành cơ thể bạn, quyền tiềm thức có cái chức năng vô biên và vô hạn trong việc vận hành, tạo ra nguồn lực và thúc đẩy cơ thể bạn. Sau đây sẽ có một điều đặc biệt để tôi chứng minh với bạn cái cách thức mà tiềm thức vận hành cơ thể bạn như thế nào, mà từ trước đến nay có thể bạn đã không biết. Và ngày hôm nay tại module này, tại phần huấn luyện này, bạn đã biết để bạn vận dụng sức mạnh của tiềm thức. Bây giờ tôi muốn bạn sẽ đưa camera gần lại đây và tôi sẽ chứng minh cho các bạn điều này. Hãy quay rất nét cái đôi bàn tay với những ngón bằng nhau. Chúng ta bắt đầu vận dụng sức mạnh của tiềm thức để vận hành cơ thể mình. Các bạn thấy hai ngón tay bằng nhau và tôi chỉ giữ nguyên phần dưới và tôi tách ngón tay của tôi ra mà thôi. Và bây giờ tôi sẽ vận dụng sức mạnh của tiềm thức để làm cho những ngón tay bên bàn tay phải của tôi dài hơn ngón tay bên bàn tay trái. Và tôi bắt đầu tập trung. Ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các ngón tay bên bàn tay phải dài ra. Các bạn hãy chú ý. Điều gì đã xảy ra các bạn? Điều gì? Có phải các ngón tay bên bàn tay phải của tôi đã dài hơn không? Có phải không bạn? Thật tuyệt vời phải không bạn? Tôi có nhiều cái module, những phương thức giúp các bạn nhận ra sức mạnh tiềm thức còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và nếu các bạn có đọc thêm cái cuốn sách là Sức mạnh tiềm thức, thì trong đó có rất nhiều đoạn diễn giải về tiềm thức. Ví dụ như ở chương Tự kỷ ám thị, tác giả có nói rằng khi bạn đã đặt ra một mục tiêu, bạn hãy tập trung vào mục tiêu đó, bạn hãy biến nó trở thành một câu thần chú, và bạn sẽ đọc nó hàng ngày vài lần, buổi sáng, buổi tối trước khi đi ngủ, thậm chí buổi trưa, bất kể lúc nào bạn có điều kiện để bạn đọc. Để làm sao đó, tất cả những chức năng của tiềm thức rung lên kết hợp cùng cơ thể của bạn, trở thành năng lượng của bạn, thì tiềm thức sẽ bắt đầu gì? Phát huy hết cái năng lực của mình để tìm cho bạn các giải pháp, các cơ hội để giúp bạn hoàn thành được ước mơ đó, mục tiêu đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đi chứng minh. Vậy thì sau khi chúng ta biết được các cái chức năng vận hành của tiềm thức, thì chúng ta sẽ nói chuyện với tiềm thức như thế nào, vận dụng sức mạnh của tiềm thức như thế nào để biến tiềm thức của ta thành sức mạnh giúp chúng ta hoàn thành mọi mục tiêu trong cuộc sống này. Thì cái cách thức chúng ta nói chuyện với tiềm thức như sau. Tiềm thức có một cái sức mạnh vô hạn, nhưng chức năng của tiềm thức là gì? Là không phân biệt được phải, trái, thật, giả. Chúng ta nhìn lại cái chức năng giữa ý thức và tiềm thức, cái chức năng thứ tư là gì? Ý thức là người gác cổng, còn tiềm thức là nhà máy sản xuất.
nhà máy sản xuất thì không cần biết đâu là nguyên liệu tốt, đâu là nguyên liệu thấp kém, đâu là nguyên liệu kém. Cứ người gác cổng đưa vào nguyên liệu gì thì nhà máy sẽ sản xuất ra cái thứ sản phẩm như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái chức năng của tiềm thức là gì? Không phân biệt phải trái, không phân biệt tốt xấu. Tiềm thức tiếp nhận hết những gì mà ý thức đưa vào chúng ta. Bạn đọc những cái thông tin ngoài xã hội như những thông tin là cướp giết hiếp, những cái thông tin về hè. Bạn cứ tiếp nhận những cái thông tin tiêu cực đấy, vụn vặt đó, vô bổ đó vào người. Thì trong tương lai, tiềm thức sẽ sản xuất ra bạn là cái người chỉ loanh quanh với những tin tức như vậy thôi. Còn bạn, ý thức của bạn với chức năng là người gác cổng, đưa vào bạn những cái nguyên liệu như là gì? Những kiến thức mới, những tri thức mới, những kỹ năng mới, rồi những mối quan hệ chất lượng mới, rồi những cách làm mới, rồi đi tìm hiểu những cơ hội mới. Thì trong tương lai 1, 2, 3, 5 năm, bạn sẽ trở thành những con người hoàn toàn mới, có tri thức, có kỹ năng, có các mối quan hệ chất lượng và có những kết quả tốt hơn trước rất nhiều. Và cái cách nói chuyện với tiềm thức là gì? Vì tiềm thức không phân biệt được thật giả tốt xấu, nên cách nói chuyện với tiềm thức với bạn, khi bạn đặt ra một mục tiêu, phải làm cho các bước để hoàn thành mục tiêu đó rất rõ ràng. Vậy, cách nói đầu tiên nói chuyện với tiềm thức là tiềm thức cần sự rõ ràng. Khi tiềm thức biết chắc có sự rõ ràng thì tiềm thức sẽ phát huy hết sức mạnh để ủng hộ bạn, mà không có bất cứ một thách thức nào, một chướng ngại vật nào có thể cản bước được tiềm thức. Thậm chí khi mục tiêu đã rõ ràng, tiềm thức còn rất phấn khởi cung cấp cho bạn toàn bộ năng lượng để bạn hành động. Bởi vì ở trong này, chức năng số 13 của tiềm thức là gì? Tạo ra, chứa, phân phối và truyền năng lượng. Nghĩa là sao? Khi cái mục tiêu, mục đích của bạn đã rõ ràng và trên cái đường hành động của bạn nó có rất nhiều gặp những trắc trở, những thách thức, thì tiềm thức sẽ truyền cho bạn những cái năng lượng, phân phối những cái năng lượng để bạn luôn luôn cảm thấy phấn khởi vì mục tiêu trước mắt mà bạn không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay nản chí khi mục tiêu của bạn đã rõ ràng. Vậy thì sự rõ ràng tôi sẽ chứng minh cho bạn bằng một ví dụ sau đây. Tôi hay lấy ví dụ một người, ví dụ làm trong nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Tôi hay hỏi vì ví dụ này rất dễ hiểu. Tôi có một hỏi một người rằng, giả sử vào ngày mai vào lúc 9 giờ sáng, các bạn nghe rõ cái ví dụ này để chúng ta có thể hiểu nhanh. Một người tư vấn bảo hiểm nhân thọ được hai cuộc hẹn vào cùng lúc vào 9 giờ sáng hôm sau. Có một cuộc hẹn ở một tỉnh cách 50 cây số với một người khách hẹn. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, bạn đến nhà tôi và ký cho tôi một hợp đồng tư vấn bảo hiểm nhân thọ của cá nhân tôi với mức phí bảo hiểm là mức phí phải nộp là 300 triệu đồng. Nếu bạn không đến, tôi sẽ gọi người khác ký ngay lập tức, bởi vì tôi đã chuẩn bị sẵn tiền rồi, tôi phải ký ngay. Đấy. Đầu bài nó chắc chắn như vậy thôi, không có một sự phát sinh nào cả, cứ nguyên văn như vậy. Rồi, đây là cú điện thoại thứ nhất. Cú điện thoại thứ hai, tức là cú hẹn thứ hai, cũng có một người ở một tỉnh khác cũng cách xa 50 cây số. Hẹn người tư vấn bảo hiểm nhân thọ này rằng, đúng 9 giờ sáng hôm sau, chị về tư vấn cho tôi với một cái mức phí có thể là 200 đến 300 triệu, và nếu như tôi cảm thấy hợp lý thì tôi sẽ mua. Và nếu đúng 9 giờ sáng mai mà chị không gặp tôi thì tôi sẽ gọi người khác, chị cũng đừng gặp tôi nữa. Và tôi hỏi, vậy thì hai cái cuộc hẹn này của khách hàng này cùng vào lúc 9 giờ thì bạn sẽ chọn cuộc hẹn nào để bạn đi, bạn thực hiện? Và nó có một yêu cầu nữa. Cái cuộc hẹn ở người thứ nhất ấy, cuộc hẹn để đến có thể ký ngay hợp đồng và cầm cái mức phí bảo hiểm đó về nộp ngay cho công ty bảo hiểm ấy, trên cái quãng đường là cách xa 50 km đó, thì cái người chủ này yêu cầu là gì? Cái người tư vấn bảo hiểm này dù có ô tô nhưng cũng chỉ được đi xe máy đến mà thôi, bởi vì ông ta muốn thử thách, bởi vì ông ta đã trải nghiệm, đã lớn lên từ một người rất là gì, có xuất phát điểm rất là thấp, nên ông ta muốn ủng hộ những ai đó
mà có ý chí. Nên ông ta quy định để ký được hợp đồng 300 triệu này ngay lập tức và hoàn thành với tôi thì bạn gì dù có ô tô bạn cũng phải đi xe máy về để ký 50 cây số. Còn người thứ hai, cái khách hàng thứ hai ấy, chỉ hẹn về là tư vấn ấy, thì họ bảo đi bất kỳ cái gì cũng được, không có điều kiện nào cả. Và tôi hỏi rất nhiều học viên của tôi rằng vậy thì bạn với tư cách là một tư vấn bảo hiểm nhân thọ, bạn chọn hợp đồng nào? Không có quyền chọn là tôi chọn cả hai, rằng là tôi đi cái này trước, tôi đi cái kia sau. Không có. Phải chọn đúng cái thời điểm là 9 giờ sáng. Nếu không bạn sẽ cắt, bị cắt hợp đồng, cắt cái cơ hội này. Và 100% người thì chọn cái gì? Cái cơ hội đầu tiên, nghĩa là cái cơ hội đi ký được ngay cái hợp đồng. Và tôi hỏi vì sao lại như vậy? Các chị có thấy rằng là cái hợp đồng thứ nhất này họ yêu cầu là phải đi xe máy không, mà những 50 cây số? Và rất nhiều người mỉm cười và nói rằng 50 cây số cũng đi. Và trời nắng chang chang đấy, nắng chang chang cũng đi. Và đi thì chợ không sợ vất vả. Thì rất nhiều học viên nói rằng chẳng sợ vất vả, thậm chí vừa đi vừa rất vui. Nào, ví dụ này minh chứng ra sao các bạn? Minh chứng cho cái sự rõ ràng. Sự rõ ràng. Tiềm thức chỉ cần sự rõ ràng thôi là tiềm thức sẽ rất phấn khởi và truyền cho bạn đầy cái năng lượng để bạn hào hứng bạn đi chốt cái hợp đồng này.